Rồi, sau đây tôi sẽ hướng dẫn anh em gỡ gỡ những trái đạn thẳng hàng ha. Ví dụ nè, đó mình gặp những trái đạn thẳng hàng cái gì, nó nằm bi mình nằm giữa băng gì nè, cho dù biết mắt xe mình cũng bó tay luôn ha. Đó mình chịu rồi, mắt xe mình cũng bó tay luôn rồi. Đó, gặp những trái đạn thẳng hàng này thì mình xử lý sau này. Để tránh đánh cái này nè, sử dụng cú đánh không FV và mình chia đôi ha. Cú đánh không FV và mình chia đôi tức là sao? Ví dụ các bạn chú ý nè, đây là khu vực giữa bàn hay tôi để giữa bàn nè, giữa bàn nè đó, hoặc là tôi để đây. Rồi tôi để ngay lúc này luôn đi, ngay cái lúc này nha, về chú ý nè, ngay lúc này ví dụ các bạn chú ý được này nè, đó từ từ cái lúc này qua lúc này nằm chéo nhau gì bị trắng đây đây, mà tôi chạm vào đây ha, khi tôi đánh vào đây không FP nè, dùng không FP đánh vào đây thì bi trắng của tôi nó sẽ đi thẳng qua bên đây, nó ra tam giác cân, tam giác cân ha. Đó, nó ra tam giác cân giống như nè, đánh không FP mình chia đôi ra đoạn này qua đoạn này, mình chia đôi đây nè, đó từ đây qua đây mình chia đôi ra được ngay này, ngay này thì đối chiếu phương thẳng hàng với nhau nè, phương thẳng hàng thì nó ra bên ngay chỗ này ha, nó ra ngay chỗ này, chỉ cần mình chạm ngay đây nó sẽ về đúng như này đó, về đúng như này. Không phải phê nha, chính xác không phải phê nha. Các bạn thấy chưa? Đó là chính xác luôn. Đó là cách mình chia đôi ha. Rồi bây giờ mình áp dụng vào thực tế mình chia đôi sau đây. Ví dụ, bây giờ tôi để cho các bạn dễ hiểu mà tôi sẽ để ngay nút luôn nha. Ngay nút này. Ví dụ gì đây, đây các bạn tưởng tượng chia đôi, lúc này mình chia đôi đánh chia đôi, nhớ là mình đánh không FP nha, không FP nếu mà để giữa trục tâm bi á. Rồi các bạn lấy chỗ này, cái đường bi chủ nó sẽ chạy vào đây nè, à đó bi chủ nó chạy vào đây trúng nè, đó thì lúc này nè hai bi nằm gì, bi nằm đây, hai bi nằm gì thì mình lấy tìm chính giữa nè, đó cái đường bi chủ đi vô nè, cái đường nó bi chủ đi vô gì ha, thì mình lấy cái tìm chỗ này nè, lấy tìm ở đây, rồi từ chỗ này, từ chỗ này ha, mình nối thẳng vào ngay tâm bi, từ đây mình nối vào cái tâm bi chỗ này, rồi bắt đầu nó được đoạn thẳng bao nhiêu mình chia đôi ra, tưởng tượng bằng mắt nha, các bạn tưởng tượng giỏi chỗ này nha, bằng mắt không khó đâu, đó ngay chỗ này chia đôi. Rồi mình cứ chiếu thẳng qua, chia đôi nằm cứ chiếu thẳng qua nè, ngay chỗ này đó, chiếu thẳng qua đây nè, ừ ngay chỗ này mình chạm ở đây, thấy chưa, thẳng như vậy đó, thẳng nè, và lấy thẳng nha, ngay chỗ này chưa, ngay chỗ này, rồi mình đánh chạm ở đây không FP. Đó, chính xác luôn. Ví dụ xa xa xí đi ha. Xa gì? Đó. Xa như gì? Lúc này xa gì luôn nè. Tưởng tượng luôn. Mình phải tưởng tượng luôn. Ở đây. Thì nó đi vô vậy ha. Lúc này nó không đi thẳng hàng nữa đâu, mà cái góc này nó to nè, góc này nó to nè, thì nó đi xéo gì nè, nó đi xéo gì, nó bắt buộc mình muốn tránh trúng đó, thì mình nó phải chạm vàng trước nha, tránh nó chạm đỏ trước là bị trật nha, chạm đỏ trước là nó đi thẳng luôn nha, trường hợp mà nó chạm đỏ trước gì là nó trật luôn đó. Nè cái này các bạn phải chú ý nè, ví dụ tim mình ăn băng đó, thì ở đây ha, nếu mình chạm mình a à, băng mình lấy cái tim mà ngay đỏ thì nó chạm đỏ trước sẽ trật luôn nè, đó nó đi gì là trật luôn đó. Cho nên bắt buộc cái này là mình phải a băng làm sao mà trúng vàng trước ha, ti trong đây đi ra nè, ti trong đây đi ra chưa biết nha, mà ti trong đây đi ra nó phải trúng mép đi vàng đây trước nó mới trúng nha, à. Nó phải trúng mép đi vàng trước đó,
nêm chuối nha. Trong đây đi ra nè, trong đây đi ra phải chạm mép bi bèn, tức là cái ti đi chỗ này đó. Rồi bi nằm xa gì chia đôi luôn, từ đây tâm bi cắt đôi ra chỗ này, chỗ này nha. Ở chỗ này chiếu thẳng qua, chiếu thẳng qua các bạn, rồi chiếu thẳng qua đây đúng chưa, tam giác cân đó, mình chiếu thẳng qua gì là tam giác cân nè nha. Mình đánh còn yếu thì mình có thể mình để cục lơ đây nè, để lấy cục lơ làm dấu hơn. Rồi lấy con lơ mình làm dấu, không mất phê nha. Đó không khó nha anh em nha, nhưng cái bây giờ là không khó đâu, mình phải cố gắng mình tập, mình không tập là mình đói luôn á đó. Đó, mình gặp cái bây là mình đói luôn á đó. Chứ bây giờ nè mình bối rối nè, anh em gặp bối rối lắm nha. Rồi ví dụ nằm sát gì luôn sao đó, ví dụ nằm sát gì luôn, sát gì luôn càng dễ nữa nè đó, sát gì luôn càng dễ nè, như ba trái nằm thẳng hàng gì luôn nè đó, thì mình lấy tâm bi vàng luôn đó. Lấy tâm bi vàng luôn, đối chiếu qua chỉ đường thẳng qua, rồi ngay đây luôn. Bây giờ nè mình cần chạm bi vàng trước đúng không, mình cần chạm bi vàng trước thì mình lệch ra xí đó, lệch ra nhiều xíu nè cho nó chắc chắn chạm bi vàng nè nha. Chứ các bạn đừng có để gì, đừng có để gì quá nó thuộc mép bị đỏ đi luôn á, là gì qua gì xíu nè nó chạm bi vàng trước, rồi chạm ở đây đó, hình luôn không, chạm ngay đó mà nó trúng rõ trước luôn, lại nè gốc ra gì nó gần gì mình lấy gốc ra nó dễ nè, cái chi đôi tam giác ra đó, lấy tiền chi đôi nè, chi đôi ra hả, đây mình vẽ sai nè đó, từ đây này giữa này và chỗ này lấy tâm đây, chi đôi chính giữa nè đó, là chỗ này chính xác rồi nha, chỗ này chính xác rồi đó, chỗ này nè phải chỗ này nè, chỗ này mình mới chạm vàng trước nè cái này nha, chạm vàng trước nè, cũng chạm đỏ luôn mà vẫn trúng hơn, vậy nói chung mình đánh đúng rồi, mình chỉ đúng gì rồi là đường nào nó cũng trúng thôi không? Rồi đó là đường thẳng ha, ví dụ nằm thẳng ha, rồi nằm thẳng gì đúng không, bây giờ nó không nằm thẳng nữa, nằm xéo gì, ví dụ nằm xéo gì sao cũng vậy luôn, trường hợp nằm xéo gì cũng vậy luôn ha, thì ti cái ti đi, ti đi mình đây, nằm xéo gì là mình chạm 2 mét chính giữa này nè, mép nào không trúng hơn cũng dễ trúng hơn đó, chạm mỏng mép bên đây hoặc mỏng mép đỏ nó đều trúng rồi, mình lấy chính giữa là an toàn rồi nè đó, mình có lấy chính giữa an toàn nè, đến này từ đây đây chia đôi ra ngay chỗ này, rồi chiếu thẳng qua, chiếu thẳng qua ha, đó.
chạm mép nào nó cũng đúng hết. Nó to quá nha các bạn, to quá lột nó luôn đó nha. Đó cái gì đi rồi đó nè, này ha, rồi đối chiếu thẳng qua, chiếu thẳng qua này. Trường hợp nó xéo gì, xéo gì thì các bạn qua bên đây nha, bắt bắt đi bên này lại nha. Đó, mình qua bắt đi bên này lại nè, cũng đừng trúng đây đúng không, đừng trúng đây thì tới đây chắc đôi đang ở chỗ này nha, ở chỗ này đối chiếu qua đây. Đó, thẳng hàng ở đây nè, đối chiếu thẳng hàng bên này lại nè, chạm ngay đây. Đó, rất là dễ ha. Nhiều khi bạn đánh nó ra những hành vi nào đó, nó ra những hành vi gì rất là khó chịu ha. Đó là hành vi gì nhưng không biết cách xử lý đó, rất là khó chịu nè. Đó, mình chỉ cần mình đánh lấy tia thôi, không phê nè, chia đôi ra, cứ chia đôi ra là chiếu thẳng qua ha. À, chia đôi chiếu thẳng qua là đánh trúng rồi. Đó. Lại nè, ví dụ lại nè. Rồi nên cố gắng tập ha. Đó mình cứ xếp gì mình tập, tập để xử lý những trái đi bị đuôi nè, nó bị đuôi bị ngay vậy nè. Đó mình có bị ức chế hơn. Bên này không khó, mình không biết cách thì mình thấy nó khó, nhưng mà khi mình biết cách mình đánh rồi thì nó không khó nữa nha.
đó, băng 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 ngắn ở dưới cũng vậy luôn đó, băng ngắn cũng vậy luôn, cũng chia đôi ra ha. Mình chia đôi ra lấy trung điểm đó, lấy trung điểm đường thẳng lên nè, lấy trung điểm đây đó, mình chia đôi ra. Hôm nay đánh không có phê, cái từ ra trúng hơn. Lúc đầu mình đánh nó không có chuẩn đâu, mình đánh không chính xác á là do mình đánh vào nó không đúng ngay tâm vị nè. Có thể các bạn đánh nè, mình đánh nó ra không chính xác là có thể mình với mình xác định đúng rồi nha, mình chia đôi đúng rồi, mà mình đánh không chính xác là có thể mấy bạn đánh là nó bị lệch xíu phê, hoặc là nó bị dằn một chút xíu phê ha. Cố gắng mình đánh đúng ngay tâm vị, đúng ngay tâm vị ha, ngay tâm vị cũng được, hay là trên cái trục tâm vị nè, mình đánh ở trên ở dưới gì đều được hết nha. Đó mình nhớ cái trục là không không có phê, cái trục giữa là chia đôi bi nè, trục giữa nè đó, mình đánh đều được hết nha. Đó nhiều khi các bạn để là mình banh đánh là bị nó vô này bị sai, nó sai một xíu thôi, nó sai một xíu phê là nó trật liền đó. Ví dụ như này mình chọn xác định đây, xác định đây nè đó, nhưng mà mình đánh vừa vào để phê vô là nó bị sai liền đó, để phê vô nó bị sai liền đó. Mình chỉ cần mình chạm đúng đây nha, chạm đúng đây mà có phê vô nè, một cái phê thôi nó cũng sai nữa nè, một cái phê thôi đó, một cái phê nó cũng sai nữa đó. Cho nên mình phải tập là gì đó, xem video rồi là phải tập tập mới biết được ha.